đạt chuẩn xã nông thôn mới từ năm 2017. Đến cuối năm 2020, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Xác định xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, đảng ủy, chính quyền xã đề ra mục tiêu. Trong năm 2024, xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu xã Nghĩa Trụ đang dần hiện hữu. Để cập đích đúng lộ trình, xã đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Đến nay, thu nhập trung bình của người dân trong xã đạt trên 80 triệu đồng một người trên năm. Trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tập trung xây dựng hai khu dân cư kiểu mẫu là thôn 11 và thôn Đồng Tỉnh. Và lựa chọn thôn Tam Kỳ để xây dựng mô hình khu dân cư thông minh, xã lựa chọn lĩnh vực nổi trội nhất là giáo dục để tập trung đầu tư thực hiện. Hiện nay, các nhà trường trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.